Ngọc Linh xin gửi lời chào đến chương trình Hát Cho Ngày Mai. Cảm giác của Linh được mời tham gia chương trình này rất là hạnh phúc, bởi vì Linh đã từng thấy một vài bạn trong team tình nguyện viên nghệ sĩ của mình cũng đã đứng trên sân khấu này để hát cho mọi người. Ngày hôm nay chị Linh đến đây không phải dưới tư cách thí sinh mà là giám khảo khách mời để được lắng nghe những tâm sự, những vui buồn trong cơn đại dịch vừa qua. Và Linh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn chương trình đã cho Linh cơ hội. Và điều đặc biệt Linh cảm thấy hạnh phúc hơn nữa đó là khi đã mở được cái ô mà nhân ba giúp cho bác sĩ Trương Viết Hoàng có được một số tiền 30 triệu, mà còn nhân ba lên nữa đó là 90 triệu. Vì Linh biết rằng bác sẽ có những tấm lòng và sẽ chia sẻ số tiền đó đến với những người, những nơi cần giúp đỡ hơn. Và Linh xin chúc cho tất cả mọi người luôn được nhiều sức khỏe, cũng như là chương trình sẽ có thêm nhiều mùa nữa để có thể mang đến một chương trình rất là ý nghĩa cho người xem. Linh đã từng là một tình nguyện viên của team tình nguyện viên nghệ sĩ Nhà Văn hóa Thanh niên. Linh đã từng mang tiếng hát của mình đến rất nhiều những bệnh viện dã chiến để ủng hộ tinh thần cho mọi người. Thì kỷ niệm trong con đường tình nguyện của mình thì rất nhiều, nhưng có một kỷ niệm mà Linh ghi nhớ và cảm thấy vô cùng xúc động mỗi khi nhắc về, đó là trong một lần diễn ở bệnh viện dã chiến ở Nhà Bè, khi mà Linh nói với những bệnh nhân ở trên lầu cao rằng là mọi người ơi, mọi người có thể vẫy tay cùng với Linh trong một bài hát mà rất là quen thuộc, bài hát Lựa Chọn Một Vì Sao, có được không? Thì khi Linh đang hát ở dưới khuôn viên của bệnh viện, thì khi Linh ngước nhìn lên, Linh đã nhìn thấy một cành hoa hồng đỏ thắm. Mà Linh không biết ở đâu mà anh bệnh nhân đó đã có cành hoa hồng đó, và chỉ có một cái ô cửa rất nhỏ, anh ấy đã chìa cái bông hồng ra và vẫy. Thì cái cảm xúc lúc đó Linh rất là nghẹn ngào, và cái hình ảnh đó cũng đã được báo chí và mạng đưa rất là nhiều. Nhưng mà cái cảm xúc mình cảm thấy quý giá vô cùng, bởi vì trong hoàn cảnh đó, ở trong giữa tâm dịch mà mình nhận được những cái tình cảm yêu thương của quý vị khán giả lớn như vậy. Cho nên Linh tự nhủ với lòng mình là ngày nào mình còn sức khỏe, mình sẽ đi cho đến cùng con đường tình nguyện của mình. Khi Linh quyết định đi làm tình nguyện viên thì Linh có nói với gia đình cái ý định của mình, và mẹ thì buồn, giận và khóc rất là nhiều. Chỉ có ba Linh với con gái là ủng hộ Linh. Và những ngày đầu Linh đi thì Linh sợ, và Linh quyết định rằng Linh sẽ về nhà riêng của mình để ở, không tiếp xúc với gia đình, để tránh gây bệnh cho gia đình của mình. Và nỗi nhớ nhà, nhớ con nó nhiều lắm, và mỗi lần muốn gặp thì chỉ là đứng ở dưới đường để gọi điện cho mọi người và vẫy tay chào mọi người và hỏi thăm nhau qua FaceTime hoặc là điện thoại thôi. Nhưng mà Linh cảm thấy rằng nếu cho Linh chọn lại, hỏi Linh rằng nếu như bây giờ có được chọn lại, có muốn làm tình nguyện viên không? Câu trả lời vẫn là có, bởi vì Linh đã được sống những tháng ngày thật đẹp của cuộc đời mình. Nói thật với tất cả quý vị, Linh là một người vô cùng liều lĩnh, là khi Linh tham gia tình nguyện viên, Linh chưa có một mũi tim nào hết. Linh đi bằng cái niềm tin và lý tưởng của đời mình, bằng những cái ngưỡng mộ mình dành cho ba mẹ của mình ở thời kháng chiến. Ba mẹ mình đi kháng chiến, bây giờ mình lấy để làm tấm gương để mình đi thôi, chứ mình không có nghĩ rằng là phải tiêm vaccine gì. Lúc đó Linh chưa có một mũi tiêm nào hết luôn. Tháng 9 Linh mới có một mũi tiêm, mũi 1 á quý vị. Cho nên rằng là Linh cảm thấy rằng là mình hơi liều, nhưng mà nghĩ lại thì cái sự liều lĩnh đó cũng được đền đáp rất là xứng đáng. Linh đã giúp đỡ rất là nhiều người, Linh đã mang lời ca tiếng hát của mình đến những nơi họ cần sự động viên, cần tinh thần, và Linh thấy nó xứng đáng. Linh rất vui vì được tham gia chương trình này, và Linh nghĩ rằng quý vị cũng sẽ thích chương trình Hát Cho Ngày Mai giống như Linh. Vậy thì chúng ta hãy cùng đón xem chương trình vào lúc 19:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nhé. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.